Nếu như bạn xinh đẹp thì gần như bạn có được tất cả mọi thứ. Từ tình yêu đến công việc, bạn đẹp thì được nhiều người theo đuổi, ra đường thì được nhiều người tôn trọng bạn hơn, đi làm được sếp ưu ái hơn, đồng nghiệp cũng yêu mến hơn. Đó là lý do bạn phải xinh đẹp. Và lựa chọn đúng loại sữa rửa mặt phù hợp với da của mình cũng là điều quan trọng. Trong video này mình sẽ chỉ cho bạn cách chọn giá sữa rửa mặt Hatomuji để bạn không bị lừa mua phải hàng giả. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Chắc bạn cũng sẽ có thắc mắc tại sao sữa rửa mặt Hatomuji nếu tìm trên mạng lại có nhiều mức giá khác nhau. Một trong những lý do dễ biết nhất, đó là do trên mạng người ta bán đủ loại sữa rửa mặt Hatomuji khác nhau, từ hàng giả nhái đến hàng thật lẫn lộn. Bạn sẽ thấy có nhiều người bán với giá chỉ có chưa đến 100.000 đồng, còn những người khác lại bán đến hơn mấy trăm ngàn luôn. Giá của kem Hatomuji chính hãng thường từ 100.000 đến khoảng hơn 150.000. Nếu như giá rẻ quá thì chắc chắn gần như là bạn đã mua phải hàng giả rồi. Vì sữa rửa mặt Hatomuji hàng thật, với chất lượng tốt thì không thể có giá rẻ được. Còn nếu bạn không biết mua chỗ bán hàng đúng giá, thì có thể mua mắc tiền. Thành ra bạn lại bị mua hớ mất khá nhiều tiền. Nếu bạn là người có nhiều tiền thì không phải suy nghĩ nhiều làm gì, chỉ cần mua hàng chuẩn là được. Còn nếu không có nhiều tiền thì mình nên cân nhắc, vì kiếm tiền đâu có dễ dàng gì. Tuy nhiên bạn cũng cần lưu ý là, không phải cứ mua sữa rửa mặt Hatomuji đắt tiền là mua đúng hàng thật đâu. Vì có nhiều shop lớn họ vẫn trộn cả hàng thật lẫn lộn với hàng giả để kiếm lời. Hoặc có nhiều người không biết cách phân biệt hàng thật với hàng giả, nên cứ bán giá cao để đánh vào tâm lý người mua, là họ sợ mua phải hàng rẻ tiền là hàng giả. Vì thế khi mua hàng bạn nên tìm hiểu cách phân biệt hàng thật giả trước, sau đó hãy tìm mua ở những nơi uy tín để chắc ăn hơn. Bên dưới video này shop mình có để link video cách phân biệt hàng thật và giả mới nhất nhé. Sữa rửa mặt Hatomuji hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán sữa rửa mặt Hatomuji hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.